32. Cái này bởi vì người của phía quân đội quá nhiều, tôi phải điều tra kỹ một chút. Sau đó thì có tin tức lập tức sẽ thông báo với ngài. Còn nữa, nếu như sau khi phát hiện thì có phải con phải giúp đỡ cậu ta một chút không? Tạm thời không còn, thông báo với tôi là được rồi. Cậu cứ đi đi. Vâng. Hôm nay vẫn không đánh đâu, quá mệt rồi. Nghe ông khác đi. Điện thử có được phương mới nào thăng cấp y không? Dù sao thì có lẽ những ngày đó lấy được rất nhiều công huân, phải đem tài nguyên vận chuyển thôi. Nà đi. Chiến lực 12 phía năm sao, bộ tư lệnh của chiến khu thứ 9. Đúng vậy, tôi đã tích thần xác nhận rồi. Quá thật là chiến lực của đại tông định cấp vượt xa cả tôi. Tốt, tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng đã có tin tốt rồi. 19 tuổi chiến lược 12 phía nam sao, đủ để đem những nghi ngờ trước đây của quân đội hoàn toàn đánh nát, là nhân vật có sẵn tư cách võ thánh xung kích thực sự. Dù phi vật của sư đoàn 1182 đã quay lại rồi đúng không? Thầy tôi thưởng cho cậu ta, vì quân đội của chúng ta phải tìm được một thiên tài chói mắt như vậy. Vâng. À, quân khu tân y của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại rồi, nhớ chết đi được. À, gần đây trên người đều có mùi hôi thối. Đợi lát nữa về thì chúng ta phải tắm một bữa cho thật sạch sẽ lại một chút. Sau đó thì buổi tối cùng nhau đi tìm Lục Thánh ăn cơm thế nào? Tôi không đi đâu, cậu đi với cậu ta đi. Hả? Anh tại sao? Đang tìm Tuyết, gần đây tôi phát hiện ra cô có gì đó không đúng. Từ sau khi Lục Khánh tới quần khu thì đã như vậy rồi, cũng không đúng. Có lẽ là nó nói là từ khi Lục Thánh bắt đầu tham gia đại hội võ đạo toàn quốc, mỗi lần nhắc tới Bục Thánh thì cô cứ lành lại. Đừng có quên, chúng ta là thành mai trúc mã từ nhỏ khoe mồm, cùng nhau lớn lên đi nhà, thành thật tiết lộ cho tôi đi. Cô có phải là thích Lục Thánh hay không? Cậu mà còn nói lung tung, tôi chỉ khâu cái miệng của cậu lại luôn đấy. À, ông giữ tôi đi, có gì thì từ từ nói mà. Ây dạ, thực ra thì cô cũng không cần phải giấu giếm từ đâu. Tôi yêu đương không phải là 1.000 người thì cũng đã 100 người rồi. Còn riêng thì cũng đến mấy đứa rồi. Có chút tầm từ đó của cô, kẻ mù mới không nhìn ra được thôi. À, dạ, cô đừng có giận thật chứ. Thích thì đã sao, mà không thích thì đã sao. Ừ, như vậy mới đúng chứ. Thành thật với bản thân một chút, thích thì nói với người ta. Tiềm lực như là Lục Thánh bên cạnh của ngoại trừ cô tôi ra, con có thể tìm được vài người. Cô không nói lẽ nào là cô cảm thấy tuổi của mình lớn hơn, thiên phú võ đạo cũng không bằng cậu ta. Tần Thi Quân, tính khí lại không tốt, các mặt đều không xứng với cậu ta, cho nên cảm thấy tự ti. Có một phần nguyên nhân. Trời ơi, cô nghiêm túc đi chứ, tôi chỉ là trêu đùa cô một chút thôi mà. Cậu ta là học sinh của cô đấy, cô có biết là cái loại hành vi như vậy gọi là gì không? Chuyện này thật sự có thể đi vào khu quốc sáng luôn đấy. Tân Thiệu Quân, cậu đi chết luôn đi. À, dạ đại tỷ, tôi sai rồi, tôi chết đùa với cậu tôi mà, đừng có đánh nữa chứ. Tôi tin cậu mới lạ đó. Ôi không chạy nữa rồi. À đừng đánh tôi nữa, một mình tôi giờ hai tay hai chân ủng hộ cho hai người ở bên nhau. Bây giờ đâu đã là cái thời đại nào rồi, chút chuyện khoảng cách tuổi tác đó đều còn tính. Tâm sự trăm tuổi, cưới một cô nữ sinh cấp 38 tuổi sớm đã không còn là tin đồn nữa rồi. Thực ra thì tôi cảm thấy hai người cũng khá hợp nhau. Ban đầu thì ở trại huấn luyện có một cảm giác kỳ lạ, hai người có tướng phù thề. Có phải là cậu thực sự muốn chết không? Ây đừng mà, không phải là tôi nói bậy đâu. Như vậy đi, tôi giúp cô tham gia Lục Thánh, tôi cảm thấy có lẽ cậu ta cũng có ý với cô. Hơn nữa sự thật là trên thế giới này không có thiếu niên nào mà không thích một cô giáo xinh đẹp cả đâu. Tôi bỏ đi. Không có khả năng. Cô không thử thì làm sao mà biết được chứ. Sợ bị từ chối không thể gặp người. Yên tâm đi, có tôi đây thì không thể nào tồn tại thất bại. Không phải là ý này, bọn họ sẽ không đồng ý tôi vào Lục Thánh ở bên cạnh nhau đâu. Bọn họ? Ý cô nói là hai người anh trai của cô sao?
Anh trai của Đồng Tình Tuyết, một người thực lực đại tông đỉnh cấp, ngôi sao thứ hai của quân khu Trung Bộ. Người còn lại thì 16 tuổi được Võ Thánh siêu Việt thu vào dự trướng, 25 tuổi đã trở thành hạt giống của Võ Thánh, của đệ tử Hoàng Môn thứ ba. Mà dù chúng tôi là cùng cha khác mẹ, nhưng mà bọn họ đối xử với tôi giống như ba. Từ nhỏ bọn họ đã bảo vệ tôi, từ lúc nhỏ cậu cũng không ít lần bị bọn họ đánh. À, nó cũng đúng. Tôi cũng là vì hai anh vợ này, cho nên mới không dám có suy nghĩ về Đồng Tình Tuyết. Cho dù nói như thế nào, thì cô em gái là một căn bệnh. Tìm thời gian để cho hai người anh trai của cô đi khám bác sĩ đi. Quá nhiều thật đấy. Xem ra là cậu có thể định thần nói với bọn họ rồi. Anh hai của tôi vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, anh ấy sẽ đến quân khu để thăm tôi. Hả nà ni, Đồng Tháng Y là muốn đến quân khu phía đông. À đúng rồi, để cho bọn họ gặp Lục Thánh, nói không chừng sẽ đồng ý. Đều là thiếu niên tổng sư 19 tuổi rồi, đủ xuất sắc rồi có đúng không? Còn muốn thế nào nữa? Tôi có thích Lục Thánh hay không thì là Lục Thánh có thích tôi hay không, căn bản đều không quan trọng. Bọn họ nói với tôi, gia thế và thực lực võ đạo đều phải lấy được sự công nhận của bọn họ mới được. Tính cách của tôi cậu cũng biết mà. Nếu như mà không phải là chuyện có kết quả thì hà tất phải để cho nó xảy ra. Chuyện này không, nhất định có cách. Cô mở nó gia tộc, tôi sẽ trở thành võ thánh, nhất định sẽ ban hôn cho cô và Lục Thánh. Đến lúc đó thì để cho cô xem thử Đồng Phá Tiện và Đồng Thánh Ý, hai người bọn họ có dám đánh ra một cái hay không. Cậu vẫn nên vào tổng sự trước rồi tính. Nhưng mà cảm ơn cậu, Đồng Tình Tuyết. Cô giáo sinh đẹp yêu học sinh, loại tin tiết tuyệt vời này. Vậy mà còn có thơm, gia thế ngàn cạn, mấy tin tiết tầm thường này thật là ngu ngốc. Nhanh lên. Nè, làm gì mà gấp gáp như vậy? À, báo cáo Trường Hoàng, nghe nói là chiến cuộc thực chiến của chúng ta vừa có một thượng tướng 12 sao sinh ra, hạng nhất của tướng tinh bản. Hơn nữa đã vào lọt vào top 7 của bản tổng. Bây giờ chúng tôi đang còn muốn đi tận mặt chứng kiến thật một chút. À, cái gì thật cái giả vậy? Đi, cùng nhau đi xem thử đi. Như vậy thì quá lợi hại rồi, cứ giống như là quê có người nổi tiếng vậy. Ít nhiều gì cũng có một vài cảm xúc vinh dự. Hả? Cái đầu xanh Lục Thánh ư? Bản tướng tình của quân khu thứ 9 tên là Lục Thánh, lực chiến đấu 12,5 sao, giá trị công huân 300 vạn. Xếp hạng bảng tương tình hạng nhất, xếp hạng bảng tổng hạng từ, hạng nhất bảng tương tình, hạng tư bảng tổng, chiến lược 12,5 sao, hơn 300 vạn công huân. Trời ơi! À Trưởng Hoàng à, anh cũng biết có đúng không? Kỳ tích của Lục Thánh này rất lợi hại. Nghe nói nhập ngũ chưa tới một tháng thì đã trực tiếp lên chiến trường rồi. Một người sống giữa được phòng tuyến của địa quật cấp 2A của sư đoàn 835. Nghe nói còn đêm phòng tuyến sụp đổ giữa được nửa tháng. Cả chiến trường đều có mùi máu tạnh xác chết, đều rải đầy. Theo như tôi thấy thì 300 vạn quân công đều xem là ít rồi đấy. Truyền kỳ có đúng không? Con gái truyền kỳ đấy. Ây da, lần này con không hề hài lòng một chút yêu cầu đó của đồng gia sao? À Đồng Tình Tuyết, đừng có hỏi tại sao. Thu dọn xong thì lập tức đang cầm cùng với Lục Thánh. Cô không thể ngờ được đâu, cái chuyện xảy ra một chuyện lớn đầu. Tổng bộ của quân khu thứ 9, tư lệnh vậy mà lại đích thân đến đón mình. Đây là vô cùng vinh dự. Lần trước gặp tư lệnh thì vẫn là ở trên một hội nhiệm của 8 năm trước. Dương Phi Dực, vào đây. Ngồi đi. Vượt tư lệnh, lần này cậu làm rất tốt. Đều là tư lệnh chỉ huy có phương pháp. Cái này không có liên quan tới tôi. Làm mắt nhìn của cậu độc đáo, tiến cử có công lao. Hả? À, là có ý gì? Nghiên số tiếp đón mình lấy nào không phải là vì chiến tiền phòng thủ lần này có công sao? Mắt nhìn độc đáo, tiến cử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cậu có xem rồi sẽ hiểu. Cái này Lục Thánh cũng biến thái quá rồi. Một mình giữ chiến tuyến số 23 trong 9 ngày. Theo như thống cơ hoàn không hoàn toàn thì Lục Thánh tổng cộng đã chém chết hơn 350 con dị thú cấp 7, 7.600 con dị thú cấp 6.
Chiến lược 12,5 sao đỉnh cấp. Đại Tùng đỉnh cấp. À, Tư Lệnh, tôi ngồi xuống đi, bình tĩnh đi. Tôi biết lúc này cũng là rất bất ngờ. Dù tỷ tướng, lần này cậu có công nhớ người. Vì quân khu phía đông của tôi lựa chọn ra một thiên tài xuất sắc. Sau này cậu sẽ phụ trách thống lĩnh 3 sư đoàn 835, 1182 và 792. Quân hàm cũng sẽ cao hơn một bậc. Bắt đầu từ hôm nay, hãy hưởng thụ đại ngộ của trung tướng đi. Cảm ơn. Cảm ơn Tư Lệnh. Trời ơi, mình còn cho rằng chỉ là một câu nói đùa của Lục Thánh buộc miệng nói ra. À, tôi hiểu, yên tâm đi, vô sư tòa. Tương lai tôi sẽ trở thành võ thánh, nhất định sẽ đưa bắt ngài. Bye bye nhé. Ủy thật sự sẽ đưa bắt tôi sau. Nơi ở của Lục Thánh. Trên hàng tình bất diệt quyết có miêu tả dựa theo số lượng của tế bào bất hủ không ngừng tăng lên. Tần sự sinh mệnh của mình cũng không ngừng thay đổi. Mà vậy mà ngay đến cả rằng cũng đã tái sinh rồi. Từ một tế bào bất hủ bắt đầu sinh ra. Hình như mình đã bắt đầu bước vào tầng tự sinh mệnh thở siêu phàm nào đó. Chỉ hy vọng đừng có thoát khỏi hình dạng người bình thường thì tốt rồi. Mình cũng không phải là một cái loại võ đạo điên rồ kia. Vì võ đạo cái gì cũng có thể từ bỏ. Thăng cấp mới là cần lực lượng lớn dị tí già. Công môn thì rốt cuộc thống cờ ra chưa? Có thể đổi được không ít đâu nhỉ? À, Lục Thượng Tướng, công môn của ngài đã thống cờ toàn bộ rồi. Phía trên là tình hình cụ thể để đổi công môn. 380 vàng công hồn. Một phần gì tí già cấp 7, chỉ còn 10 vàng công hồn cũng được. Một kiềm đắt như vậy sao? Một khắc thì còn tới 1.000 công hồn. Mình cũng chỉ có thở chưa đổi đến 4 kg. Vẫn là không đủ cho xích tình lòng. Vân thường đổi lấy một kỳ thường mới. Một kim thuộc về tài nguyên hiện có, tồn kho của khu quân đội cũng cực ít. Căn bản là không đủ để chi cho các tướng tình. Cái này không giống với dị thú không ngừng. Nhưng mà tôi lệnh đã nói rồi, Lục Thượng Tướng, cho dù là điểm công huân của ngài không đủ thì cũng không sao, cũng có thể tiêu 1.000 vạn công huân ngoài mức. Wow, còn có chỉ tốt như vậy sao? Vậy cậu giúp tôi sắp xếp một chút đi, tôi muốn rèn ra một kỳ thường giai cấp 7. Vật liệu chính là dùng mật kim trong mức 1.380 vạn công huân, còn lại đều xem như là đổi thành dị tí cấp 7. À đúng rồi, còn có gì tí già cấp 8 không? Phía trên không có viết. Xem ra là vẫn nên dựa vào bản thân tìm khu mỏ một kỳ mới đáng tin cậy. Ở chuyện này, giờ tí già cấp 7 là dựa theo giai đoạn hiện tại kỹ thuật không thể nào hoàn thiện để xua đuổi nhân tử tiêu cực của dị thú. Dị tí già cấp 8 thì biết quân đội hiện tại thì vẫn chưa có người có thể trực tiếp hấp thụ. Cực độ dễ dàng dẫn tới các loại tác dụng phụ. Không sao, đem cho tôi 5 cái qua đây. Vâng, giá cả sẽ gấp 10 lần cấp 7. Tôi sẽ phái người sắp xếp ngay. Hả? Gấp 10? À được rồi, à, lấy ít chút nha. Trước tiên cứ lấy trước một cái thử đã. Ok. Lục Thượng Tướng à, tôi còn điều tra được tin tức của Lâu Khải Minh. Hay là chúng tôi chăm sóc đại biệt một chút nhé. Đừng để cậu ta lên chiến trường quá nguy hiểm là được. Hiểu rồi. Nè Thánh Tự à, lại gặp ác mộng rồi sao? Tôi cũng không phải là thánh nhân, trong phạm vi năng lực có thể bảo vệ người muốn bảo vệ, như vậy cũng không quá. Đi, Huy không đi đâu, tâm trạng không tốt về nhà. Nếu như mà có người nói với mình làm việc thiên vị, thế thì nói đi. Số là. Alo, Lục Thánh, tôi là Đồng Tình Tuyết. Thì ra là Đồng Giáo Quan. Có chuyện gì không? Tối nay tôi và Tần Thiệu Quân muốn mời cậu đi ăn cơm, có rảnh không? Đi 8 giờ, địa điểm hai người tự quyết định. Với năng lực không chế thân thể bây giờ của mình, vậy mà còn vì một cái tên mà xuất hiện, tim đập mạnh, khó mà giải thích được. Cơ thể vẫn là không thể lừa được người khác à? Có lẽ...
Đây chính là định mệnh. 133.